Alo, Dạ em cho anh, cho hỏi về số của anh Nguyễn Kim Duy để không ạ? phải anh Dương ạ. Vâng, em gọi cho anh từ thuốc Xuân Phước BGK đấy ạ. À, bên gì ạ? Thuốc Xuân Phước BGK ạ. À, em không biết cái này nhỉ. Em tới ngày 13 tháng 3 anh có đặt năm lọ bên em ấy, thì em gọi điện lại hỏi thăm cái tình trạng sức khỏe của mình với cả mình xem mình dùng có đúng liều hay không ạ. Cái Vâng. BGK hả? Dạ vâng đúng rồi ạ. À rồi, rồi tại Vâng. mình tiêu mệnh đúng rồi, có mua mấy lần rồi. Dạ vâng. Thì không biết là hiện tại mình đã dùng hết chưa ạ? À, thấy rồi chị ơi. Vâng. Thì không biết là sức khỏe của mình đã ổn định chưa anh? Cái xương khớp của À, mình bây giờ còn đau không ạ? dạ thấy không phải mua về vừa mình uống mà vừa cho mẹ uống thì có người đỡ người không, mình Vâng. thì đỡ mà mẹ thì không không có đỡ mẹ, xong rồi đi khám bị cái bệnh khác. À, vậy là bác phải bị xương khớp đúng Mình uống cái thuốc này thì mình mới đỡ. không? À, vâng. Ừ, vậy là bác là bị bệnh gì ạ? Không biết bị gì, cái khớp gối hai cái cơ bánh chè thì đau quá đi không được ấy. Uống cái thuốc này thì bà uống xong mà vẫn đau, xong đi khám chỗ khác thì chữa thì cũng đỡ rồi, nhưng mà nó không phải là cái bệnh bệnh này, và cái Vâng. này mình Vâng. tự tìm hiểu mua về Vâng. Thì không biết là hiện tại thì cái bác đi khám thì cái xương khớp của bác là ổn định rồi đúng không ạ? mình đi khám vật lý trị liệu, Vâng. Bác bị vật xương lý khớp trị về lâu liệu chưa anh? Và bác dùng bao nhiêu hộp ạ? cũng cũng không bị lâu lắm đâu, nhưng mà đi xuống Sài Gòn chữa thì đỡ rồi, vẫn đang theo đấy, đỡ cái đấy nó người ta vật lý trị liệu cho mình chứ người ta cũng không có cho thuốc uống đấy. Vâng, bởi vì khi nhà bác bị bệnh thế thì cái này nó chỉ cần là hỗ trợ cho mình thôi. Vậy thì bác dùng mấy hộp rồi anh? Sao Bác dùng mấy rồi hộp bên em rồi ạ? à, với một hộp thôi mà bà trả À. đỡ, tại mình uống cái này ấy, là mình uống khoảng từng nửa hộp với 2/3 hộp là mình sẽ hết đỡ nhiều rồi, cái mình theo mình uống. Còn mẹ uống cũng thời gian đấy mà mình chả thấy uống nên là vẫn đau, nên mình thôi không uống. Đúng rồi, bởi vì là mình vẫn còn trẻ ấy, thế là cái sức cái xương bên trong của mình nó sẽ dễ lại hơn. Và với trường hợp của bác ấy, thì bác ấy ít nhất bác phải uống từ 3 đến 6 tháng nhá. Thì bây giờ bác đi vật lý trị liệu rồi đúng không anh? Giờ thấy đi lại được rồi. Vâng. Vậy thì anh có thể mua thêm cái sản phẩm này để làm cái liệu trình duy trì cho bác để tránh bị tái lại anh ạ. Khi nào mình cảm thấy mình cần thiết thì mình gọi điện mình đặt mua thôi. Vâng. Thì anh cứ lưu số vào số hotline của công ty nhé. Khi nào mà bác cần có nhu cầu đặt hàng thì anh gọi lại số này anh À dạ. ạ. Vâng, em cảm ơn lắm, chào anh ạ. Rồi. Rồi.